Như anh em đã thấy, nhấc tính 3 kg rất là dễ dàng, cũng như anh em câu những con cá 3 đến 4 cân cứ nhấc thẳng lên vào cho em. Còn những con cá lớn hơn anh em dòng thoải mái. Cho mọi người là một bộ combo sản phẩm là cần hai khúc đặc Shimano Scuba. Đấy, sản phẩm đi kèm đầy đủ những phụ kiện ở trên video anh em xem. Đầu tiên là một chuông đăng xê, chì, hạt chặn, khóa linh, lưỡi câu, phao câu và chân cắm phao, giỏ đựng cá và tặng cho em một con cước, cước màu trắng nha, tải cá thoải mái. Kèm theo đó là một máy câu dịu chuôn xe. Câu này thì anh em câu đều biết rồi. Đây, cối và bánh nhân đều kim loại, quay rất là êm. Hai khúc đặc Shimano Scuba. Đấy, cần hai khúc, chất liệu sợi thủy tinh nhá. Đấy, cá là cá mút. Thì ở đầu video em đã giới thiệu cho mọi người là cái con này nhất tính rất là dễ dàng 3 kg, thì con này tải cá từ 8 đến 15 kg thoải mái. Đấy, cá 3 đến 4 cân thì anh em cứ nhấc bổng lên bờ cho em luôn nhá. Còn câu cá lớn hơn thì anh em dòng. Thì nhà em có xếp theo bộ là 1m8, 2m1 đi kèm theo máy 5.000, 2m4 là máy 6.000, 2m7 là máy 7.000. Đấy, giá thì là 1m8 là 270.000, 2m1 là 280.000, 2m4 là 290.000, cuối cùng là 2m7 là 300.000, ship toàn quốc là 30.000. Đấy, mua xe miễn phí ship, anh em mua hàng chỉ cần để lại số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video. Rồi, chào tất cả mọi người.